Kính thưa quý vị, hôm 28 tháng 2, Nga thông báo đã cấm các chuyến bay từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ đến các nước này để đáp trả lại các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây nhằm vào lĩnh vực hàng không Nga, hãng tin Reuters cho hay. Theo lệnh cấm bay của Nga, tất cả máy bay xuất phát từ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ bị cấm bay vào Nga. Bên cạnh đó, còn có các quốc gia và vùng lãnh thổ bị liệt vào danh sách cấm bay của Nga, gồm Canada, vùng Jersey và Gibraltar của Anh. Theo Reuters, lệnh cấm bay sẽ gây tổn hại cho các hãng hàng không bay qua quốc gia lớn nhất thế giới này để di chuyển từ châu Âu đến châu Á. Lệnh cấm này có khả năng buộc các nước phương Tây tìm các tuyến đường bay mới. Phía Nga cho biết trong những trường hợp đặc biệt, các chuyến bay từ các quốc gia bị Nga cấm cửa có thể được phép vào Nga nếu họ được cơ quan hàng không hoặc Bộ Ngoại giao Nga đảm bảo thông quan đặc biệt. Trước đó, EU cũng đã thông báo cấm toàn bộ tuyến bay từ Nga đến các nước thành viên khối này. Tờ Washington Post dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 27 tháng 2 cho biết, toàn bộ không phận của 27 quốc gia thuộc EU sẽ đóng cửa với máy bay Nga, bao gồm máy bay tư nhân của những đại gia Nga. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.